Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép. Hôm nay cửa hàng em rất là vui giới thiệu với tất cả các bác một số lượng rất là hạn chế, một dòng loa Badnell đến từ thương hiệu CAH, có model là CM112. Đây là một dòng loa đến từ thương hiệu của Mỹ. Thì trở lại cách đây khoảng 3-4 tháng thì bên em cũng đã bán một lô loa đến từ thương hiệu này và cùng model luôn. Tuy nhiên là nó khác nhau một chút, đó là cái năm sản xuất, hai model này nó khác nhau một chút. Thì trở lại cái lô loa này thì phải nói đây là một trong những cái dòng loa bãi mà cực kỳ là chất lượng và rất là đắt tiền, rất là cao cấp, phải nói là thế, mà cửa hàng em đã từng phân phối bán cho tất cả các bác trên toàn quốc. Về dòng loa này thì nó sở hữu một chiếc Badnell như chúng ta thấy ở trên mặt đó, là chiếc Badnell Neodymium dòng 500 đất hiếm và sử dụng tới là côn 100. Thì chút nữa em sẽ quay cái phần nội thất sau. Về giới thiệu về cái thương hiệu này một chút cho các bác chúng ta nắm được, thì đây là một cái thương hiệu đến từ Mỹ, CAH Audio. Thì dòng loa này thì là một trong những cái model gọi là cao cấp nhất của cái thương hiệu này, và giá bán lẻ của cái loa này thì so với đợt trong năm thì giá thì bên em vẫn giữ nguyên cho các bác là 12.800.000 đồng một đôi. Đấy, thì giá rất là hợp lý. Các bác biết rồi thì hiện nay là tình hình khó khăn chung của toàn xã hội. Thứ nhất là cũng dân buôn bán của bọn em nữa. Mặc dù là không có hàng, tuy nhiên là hàng lại rất là cao, biên về không có hàng về và chi phí vận chuyển phải nói là rất là đắt, cực kỳ là đắt đỏ luôn. Nó tăng gấp đôi so với bình thường. Tuy nhiên là bọn em cũng rất là cố gắng để cho các bác một cái giá bình ổn như mọi khi, tức là cũng không tăng, giá vẫn là như cũ là 12.800.000 đồng một đôi, giá tại cửa hàng. Đấy, thì các bác xem cái dòng loa này một chút nhé. Về thiết kế thùng thì nó là toàn bộ của nó là thùng gỗ. Đấy, chúng ta thấy là thùng gỗ. Đấy, thùng gỗ, thùng dạng là 6 cạnh. Đấy, 6 cạnh. Đấy, ở trên, phía trên đây thì nó có khuyết một cái tay cầm dạng hình tam giác, ở dưới thì nó có một cái cọc để chúng ta để lên cái cọc loa. Đấy, thùng bằng gỗ, e căng bằng sắt. Đấy, e căng bằng sắt như hình đấy nhá. Đấy, e căng đây, và e căng này thì chúng ta có thể là nhìn thấy cả bát tép ở bên trong luôn. Về phía sau của loa, về thông số kỹ thuật thì đây là model của nó là CM112. Đấy, full. Đây là loa full. Đây, công suất làm việc của con loa này nó rất là lớn các bác nhá, tới 600W, cho nên là các bác đối với cái công suất này thì các bác đánh ngoài trời hay đánh trong nhà là đều là thoải mái luôn. Và công suất này thì đảm bảo là lớn hơn cả cái bát 40 từ 22 côn 100 mà các bác đang dùng. Tức là các bác đánh ngoài trời một đôi này là đủ rồi nhé. Rất là lớn luôn. Số series, loa xịn thì không thể thiếu được cái số series. Tất cả loa đều có số series cho các bác luôn. T1, đây là số series. Dòng loa này thì nó sản xuất tại China. Đấy, đây chúng ta xem. Và đây là nội thất của nó. Thì cái bát loa mà sau khi bên em đã tháo ra đây, chúng ta sẽ thấy là chiếc bát loa nó đây. Bát loa của nó thì là toàn bộ là bát là neo, bát neo điêu, chúng ta thấy rất là nặng. Ở đây thì nó sẽ sử dụng là màng ở đây là màng giấy các bác nhé, màng giấy nhám, gân dầu 3 sóng. Đấy, thì cũng giống như những cái model trước đây thôi, nó chỉ khác nhau một chút là cái màng loa nó chỉ có một sự thay đổi một chút về côn loa, về màng loa, về nón loa thì nó giống nhau, đấy, nó không có sự khác biệt. Từ cái dầu loa nó cũng giống như model trước thôi. Đấy. Về cổ loa, tất cả mọi thứ đây, chúng ta xem này, cổ loa. Đây. Đấy, kiểu cổ zin của nó như thế này nhá, màng loa nhện loa đấy, rất là đẹp như thế này. Đây các bác xem. Đấy. Cái bát này là bát neo, tuy nhiên là cũng rất là nặng các bác nhá. Đấy, nó thực sự là đây là một cái bát rất là đắt tiền. Đây các bác xem này, đấy. Kiểu cổ nó zin nguyên bản của nó nhá. Ở đây là có chúng ta có thấy côn hở không ạ? Đây, côn này thì không thể thấy được, khá là sâu, em xem này. Các bác có thể là thấy được cái côn bên trong nhá. Đấy, các bác có thể là nhìn vào phía trong là chúng ta xem cái côn loa là zin hay không. Đấy, bằng cách là chúng ta nhìn được cái khe hở đây nhá. Đấy, đảm bảo các bác là hàng chuẩn là zin, là zin. Coi là loa này thì sản xuất, để em chờ một chút xem là có. Đây, xem là loa này sản xuất là 18/4/2012. Tức là nó là sản xuất cách đây là được cho chúng ta là từ 8 năm rồi đấy. 8 năm rồi chứ cũng không hề ít coi nhá. Đấy, loa sản xuất cũng khá là lâu. Đấy, 8 năm tôi nhìn là cái độ chất của nó là vẫn là còn nguyên bản. Đấy, từ cái màng loa, cái gân loa, tất cả mọi thứ nó đều là nguyên bản. Chúng ta mua mà loa bãi thì chúng ta để ý là cái cổ loa như thế này.
cái nhện loa và cái gân loa nó phải đều như thế này, nó chưa bị thụt thò vào. Nếu mà nó thụt vào như thế này là cũng bị đánh nhiều rồi, hoặc là thò ra thì cũng bị đánh nhiều rồi. Mà nó đang nằm phẳng như thế này là đang còn là nguyên bản các bác nhé, là chưa đánh nhiều, đang còn rất là tốt. Đấy, chúng ta xem toàn bộ này. Thì về phân tần loa, phân tần loa thì đây, đây là cái dây điện của nó này, rất là chắc chắn các bác nhé. Đấy, dây điện của nó cực kỳ là xịn luôn. Phân tần, rồi con này nó sử dụng được 2 phân tần, 3 phân tần cả, 3 cái phân tần các bác. Đấy, 3 cái phân tần, một cái phân tần nhỏ này này, một cái phân tần to bên trong này. Đấy, cho bác xem này. Đấy, một cái phân tần to bên trong và một cái phân tần ở bên đây này. Tới 3 cái phân tần, quá là gấu luôn các bạn. Đây, toàn bộ linh kiện là tụ và tụ độc, tất cả mọi thứ nó đều là hàng xịn hết. Đấy, hàng xịn cả luôn các bác nhé. 3 cái phân tần. Đây, một con phân tần nhỏ này, một cái bên này, này. Nó đang là nó bị khuất bởi cái lớp bông đó, cho nên mà bên em chưa ấy được. Đây, chúng ta xem này. Đấy, 3 cái phân tần này các bác nhé. Đấy, phân tần. À, con này thì nó sử dụng tép, đây là tép của hãng TB. TB của Mỹ. Đây, chúng ta xem cái tép này. Tép này tép là rất là xịn, tiếng tép của nó là cực kỳ là hay luôn. Đấy, em không tiện tháo ra, nếu mà xem cái tép của nó. Đấy, tép rất là xịn nhé. Thì các bác có thể là quay lại cái video cũ của bên em để xem cái tép này. Đấy, thì toàn bộ thùng ốc của nó là rất là dày. Các bác thấy là cái ván của nó này, ván này ván 3 phần luôn. Đấy, cái ván đóng thùng này rất là dày, cho nên mà cái thùng này rất là nặng các bác nhé. Rất là nặng luôn. Đấy, họng đây, lỗ thông hơi nằm phía trước. Toàn bộ này chúng ta thấy để ý là những cái lỗ treo lon đều có các cái bản để chúng ta bắt giữ thùng. Đây, các góc của nó đều có hết các bác. Đấy, rất là xịn. Đóng cái thùng phải nói là rất là chắc chắn nhé. Đấy, và em cũng đã giới thiệu rất là chi tiết về cái dòng loa này này. Cuối cùng là nhắc lại cái giá bán của nó cho các bác tham khảo nhé. Giá là 12.800.000 đồng một dòng loa rất là xịn đến từ Mỹ. Xin cảm ơn tất cả các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.